vừa qua, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tuyên bố bắt buộc đeo khẩu trang tại 8 khu vực công cộng. Chính quyền thành phố Đài Bắc cũng yêu cầu khi đến chợ truyền thống phải đeo khẩu trang. Sau một tuần, tuyên truyền sẽ xử phạt nếu không chấp hành. Từ sáng sớm, máy bán khẩu trang tự động tại khu Tín Nghĩa đã xuất hiện dòng người xếp hàng đông kín. Kể từ ngày 15 tháng 8, thành phố Đài Bắc sẽ cho thí điểm đặt 6 máy bán khẩu trang tự động tại các trạm xe điện metro. Đồng thời, từ tuần sau, khi ra vào tòa thị chính thành phố bắt buộc phải đeo khẩu trang. Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, từ ngày 6 tháng 8, các khu không gian kính bên trong Sở Thú Đài Bắc mỗi 10 phút chỉ cho phép 100 người vào tham quan. Từ ngày 10 tháng 8, các trung tâm thể thao một lần chỉ cho phép 100 người vào bên trong, máy móc đều phải được sắp xếp giãn cách. Ngày 5 tháng 9, Taipei Music Center lần đầu tiên được khai mạc bằng chương trình đại nhạc hội bán vé. Ngày 22 tháng 8 sẽ cho kiểm tra thử khả năng chịu tải cao của hệ thống trong môi trường chứa 5.000 khán giả. Cục Văn hóa thành phố Đài Bắc cho biết sẽ tổ chức theo dự định và sẽ yêu cầu nhân viên và người dân phối hợp biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, chùa Triều Thiên ở Bắc Cảng cũng công bố, kể từ ngày 6 tháng 8, các tín đồ khi vào chùa thắp nhang bắt buộc phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Các cửa tiệm xung quanh cũng hy vọng mọi người khi đến Bắc Cảng hãy chủ động phối hợp, tránh để Bắc Cảng thêm lần nữa bị liệt kê vào điểm cảnh báo, ảnh hưởng đến kinh doanh của họ. Nhằm giải tỏa lòng mong muốn du lịch nước ngoài của người dân trong mùa dịch, 4 hãng hàng không đã đề xuất chương trình giả dạng du lịch nước ngoài. Sáng ngày 6 tháng 8, hãng Tiger Airlines đã khởi hành chuyến bay từ sân bay Đào Viên sang Nhật, nhưng sẽ không hạ cánh xuống sân bay Nhật. Đến 2 giờ chiều, máy bay sẽ về đến sân bay Đào Viên. Các hãng hàng không như Starlux Airlines, EVA Airlines và China Airlines cũng sẽ nối tiếp một loạt hành trình có chủ đề khác nhau, mặc dù bị mọi người đều cho rằng bay qua nước bạn rồi vòng về Đài Loan, dường như bị các nước từ chối hạ cánh, nhưng vé tour đã bán sạch trong tích tắc. Do ảnh hưởng dịch bệnh, số lượng du khách tại sân bay Đào Viên giảm đáng kể. Với ý tưởng mới này, không những thỏa mãn nguyện vọng được du lịch nước ngoài của người dân, mà phía ban quản lý sân bay Đào Viên cũng như các hãng hàng không đều hy vọng có thể tăng cao lượng du khách, kích cầu tiêu dùng. Quân đội Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đụng độ tại khu vực Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Sáng ngày 6 tháng 8, máy bay của Trung Quốc lại xuất hiện trên vùng nhận diện hàng không phía Tây Nam Đài Loan. Không quân Đài Loan lập tức xua đuổi. Theo thống kê, trong tháng 7 vừa qua, hầu như ngày nào máy bay của quân đội Mỹ cũng đi ngang qua vùng biển Basi. Phía không quân Đài Loan cũng điều động ít nhất 12 lượt máy bay phát thanh kêu gọi Trung Quốc rời khỏi vùng nhận diện hàng không phía Tây Nam. Theo bản tin đặc biệt của hãng Reuters, chính phủ Mỹ dự tính ít nhất sẽ bán 4 chiếc máy bay trinh thám không người lái cho Đài Loan, tổng kinh phí ước tính khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Sea Guardian là một loại máy bay không người lái được Mỹ chế tạo từ hệ thống hàng không nguyên tử, có chức năng vượt xa loại máy bay không người lái hiện có của Đài Loan. Trước kia chỉ có các đồng minh thân thiết của Mỹ như Anh, Ý, Úc, Nhật và Hàn Quốc mới được Mỹ cho phép bán loại máy bay Made in USA. Do đó, hợp đồng mua bán vũ khí lần này gây nên sự chú ý cao độ. Chiếc cầu treo Sơn Nguyệt nối liền giữa núi Tháp Sơn, Bố Lạc Loan và núi Chùy Sơn, Tam Giác là một điểm du lịch mới nhất trong khu phong cảnh công viên quốc gia Taroko. Với chiều dài 196m, trên độ cao 153m, vắt ngang qua suối Lập Vu, cầu được làm bằng gang sắt, được thiết kế dạng đường ống gió, phong cảnh đẹp tuyệt vời. Cầu treo Sơn Nguyệt trước kia được xây dựng từ năm 1914, chiếc cầu chứng kiến chiến dịch Taroko và đã trải qua 3 lần tu sửa. 4 năm trước, ban quản lý Taroko quyết định trùng tu chiếc cầu và đã hoàn thành công trình trùng tu vào năm 2019 và sau một năm trắc nghiệm độ an toàn, công tác quản lý mới mở cửa đón du khách. Ban quản lý công viên Taroko nhấn mạnh cầu treo Sơn Nguyệt mỗi ngày mở cửa 4 suất vào lúc 9 giờ, 11 giờ, 13 giờ 30 phút và 15 giờ 30 phút. Mỗi suất hạn chế 200 khách, thời gian tham quan trong vòng 45 phút, áp dụng quy định lên mạng đặt trước.